đếm tiền không để chứ. 1.500.000. Chú đếm lại dùm con nha chú. 1 cái gạo 8, nước mắm đệ nhị 23, bột ngọt Sari 32, hạt niêm 27, dầu cái lăng 31, tổng 293.000 phần, nhân cho 38 phần ra là 11.500. Dạ con đưa cho chú 11.500 á. 11.134. 11.130 đi. 130 thôi. 70 nữa là 200. 1.100. Rồi lại 370. Cái lẻ này là chú miễn phí luôn cả nhà ơi. Bớt. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ, Út Hiểu miền Tây xin mến chào đại gia đình thân yêu của mình nha. Thì Út xin kính chúc cho đại gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ khi mà xem được clip của Út nha. Thì bữa nay á, Út có đại diện cho Mạnh Thường Quân ở Mỹ gửi đến những phần quà cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn nè, cũng như là cô bác gần xa ở trong xóm của Út Hiểu. Thì bây giờ Út Hiểu đã chuẩn bị những cái lá phiếu nhưng mà để trong túi rồi, không tiện móc ra. Xíu Út Hiểu đi phát phiếu cho từng nhà cả nhà. Thì mời đại gia đình cùng theo dõi clip của Út nha. Đi thôi cả nhà ơi. À, nãy nó lấy được nữa nè. Thằng giọng ngủ vậy nó gì vậy? Thuận ơi. Thuận ơi. Ôi, có mấy em cún ghé thăm kìa. Giấu răng không đó. Ngoắt đuôi kìa. Xíu thấy đông đông rồi cầm phiếu lại kêu mẹ hả ba gì cầm phiếu lại nghe cưng. Cho cưng chứ lộn. Ờ quên kêu Thuận mới đem phiếu rồi nữa. Ờ biết chữ. Có biết tiền bánh không? Đâu dẫn chịu qua bển này có chó sợ. Đi. Cái này mày có lấy không? Dạ cũng đỡ bà Sáu ơi. Rồi gắn làm đi đeo đi con ơi. Cô này ở có một mình hả bà Sáu? Cô đi lại cái đập đằng đó đó, cô đi vô ra tới nhà thứ nhất cô nhận nha. 3 giờ mấy? 3 giờ rưỡi này nè cô. 3 giờ rưỡi chiều này gì? Dạ, xíu dạ. Cô đi với bà cô bạn trên đây nè. 3 giờ rưỡi chiều này nè chiếu. Dạ. Yeah. Cô ở đây có một mình nè hả? Đó, hai ông bán kem mà làm kem bát. À dạ, bán đỡ không cô? Đó, con chưa sống mà. Con chưa gặp cô ở đây luôn á. Con chưa gặp luôn á. Thôi thôi. Dạ. Thôi con đi cô, hẹn cô gặp cô ba gửi nha. Dạ. Thank you.
3 giờ rưỡi này nè cô hai, sắp tới rồi. Chuyến này vẫn hai không nằm. Bắn một cái đùng là nằm im luôn. Con về có hai ơi. Dạ thôi vậy con về ông Năm ơi. Dạ. Rồi chị về nghe. Bye bye. Ba giờ gửi tới rồi nha cưng. Ba giờ gửi lại nghe bác hai. Quá đẹp gái rồi cô Tư ơi. Chị hao tại vì ở đẳng con đi phát biết nãy giờ. Cũng tới giờ luôn rồi. Thôi con về nghe cô Tư, xíu gặp nghe cô Tư. 3 rưỡi ha. Dạ, 3 rưỡi này. Con hồi sớm giờ con cũng đi phát phiếu xong hết rồi đó chú Sáu ơi. Thì bây giờ con đại diện Út Hiểu đại diện cho chú Sáu Mạnh Thường Quân ở Mỹ gửi tặng cho bà con cô bác đằng xa ở xóm con 39 phần quà, đó gồm là 10 kg gạo 180 thì giá là 18.000 đồng một ký nha, một chai nước mắm Đệ Nhị 23.000, một bịch sa ghi 32.000, một hạt nêm 27.000, một dầu cá lăng 31.000, tổng cộng một phần quà là 293.000, nhân cho 39 phần thì nó ra là 11.427.000 nha cả nhà. Thì bây giờ con đại diện chú con xin phát những phần quà này đến cho bà con cô bác để tranh thủ chơi mưa. Còn dư 70.000 này con xin uống trà sữa luôn nha chú. Dạ bà con cô bác có cái phiếu trên tay thì cho con xin lại nha. Đây là chị ơi. Phải đừng phiếu hả? Khỏi, cầm trên tay được rồi chị hai. Còn không, máng cái cùng cổ, máng lên cái đầu em rồi. Rồi chị để gạo lên ghế giùm em nha. Rồi, để cho. Đây, cho con lấy phiếu cho. Để cho bà Sáu nghe. Thay mặt chú Sáu gửi. Cảm ơn nha. Dạ, chúc quý mấy cô hết nha. Dạ, chúc bà Sáu ăn gạo ngon miệng nha. Đừng thiếu không? Vậy trước cảm ơn chú Sáu ở Mỹ. Vì sao mà ba con? Dạ cảm ơn bà Bảy. Rồi Bảy chặt về lẹ bà Bảy ơi, mưa rượt bà Bảy thôi. Mưa rượt bà Bảy ơi, Bảy nổi bà Bảy. Nổi không bố? Nổi không?
Thiên cảm ơn Dương mẫu. Dạ. Hai. Con hai mặt thứ sáu gửi cho ba hai nha. Mắt hai. Cảm ơn sáu giờ cảm ơn mấy cô luôn ha. Dạ. Chị cầm trên tay chị hai. Sao đâu hai? Ký tên đó hết chàng, có phải ký tên luôn rồi. Hai mặt chú Sáu gửi chú Năm Viện nha. Cảm ơn. Năm hai nè, chú Sáu nè. Rồi, bà đi, 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 đi. Hai mặt chú Sáu không gửi cho... Có lụng không mặt vậy bà Năm. Tôi gửi cho bà Năm nha. Nói bà Năm, bà Năm không nổi không? Bà Năm không nổi không, xe đạp bà Năm đâu. Đây nè, để con nhắc qua xe đạp mình đu đi. Ở chứ ơi chứ. Ờ rồi rồi. 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 Con gửi cho cô con. À, hai mặt chú qua chú Sáu gửi cho cô. Rồi đi ra chị cái phiếu rồi. Chị hai mặt ông gửi cho em nha. Ông Sáu, ông Sáu. Dạ, đó ông nói chị cho. Cột cho bé dễ tiếp đi. Tiếp đi thêm 6 rồi. 6 rồi, tiếp em nó thêm 6 rồi. Dạ. Em đi đúng 6. Chị hai mặt ông gửi cho em nha bé. Cảm ơn nha chị, cảm ơn ông. Mà đợi thì ba đi kìa. Chị hai mặt ông gửi cho em nha. Cảm ơn 6 ba chị. Rồi. Xíu nữa, xíu nữa, xíu nữa. Thì chút nữa à, lộn. Đổi lại, lộn, đổi lại. Ai lộn nữa lại, còn không thì ai ăn nước mắm ha. Khỏi ăn dầu ăn. Khỏi dùng dầu ăn. Rồi, cảm ơn chú Sáu. Ủa, mô còn. Cột lại cho cô dễ để xe đạp. Không coi cho em mình đâu. Hai mặt chú Sáu gửi cho em 8 nha. Rồi, cảm ơn ba Khe đó, 6 rồi. Dạ. Quẩy luôn rồi. 8 quẩy luôn rồi. Quẩy trong cây quẩy bóp quá. Quẩy cho nhớt lên. Hai mặt chú Sáu gửi cho cô Năm nha. Đi đâu nha. Cảm ơn ba cô luôn nha. Rồi có ba cô, ở sớm nó đỡ. Dạ. Thôi đi à. Rồi, cả nhà ơi, đợi con xíu nha. Rồi, dở dạ, cái bọc lên tốt. Lên đủ rồi, lên nồng rồi, có đạn bắn rồi. Dạ, con thay mặt chú Sáu ở bên Mỹ gửi cho dì nha. Cảm ơn bà cô, cảm ơn chú Sáu. Thôi vậy. Trời ơi, nổi không? Nặng lắm, nặng lắm. Dành thật á. Dành hả? Trời, cảm ơn. Cảm ơn con. Con hai mặt chú Sáu gửi cho cô nha. Cảm ơn bà cô. Tài ơi, cô cái này đó ở đâu? Em gửi anh đầu á. Dạ, con hai mặt chú Sáu con gửi cho ông nha. Cảm ơn chú Sáu ở bên Mỹ nhiều nghe. Dạ. Cảm ơn bà cô, cảm ơn chú Hai ơi. Được không? Con tiếp bao gạo chị Hai ơi. Xe có không đâu. Để con để xe cho. Cầm này đi. Ô xe đó hả? Con hai mặt chú Sáu gửi cho bà Năm nha. Cảm ơn chú Sáu bên Mỹ. Cảm ơn Sáu bên Mỹ. Rồi cho con xin cái phiếu. Con gửi thay mặt chú Sáu gửi cho cô Hai nha. Cảm ơn chú Sáu rồi, cảm ơn ba cô luôn nha. Cái này dắt này đứng thất nghiệp rồi, gặp này mừng lắm rồi. Trời ơi, con dắt nó ghép luôn. Con dắt nó ghép luôn.
Chị hai mặc ông Sáu gửi cho em nha. Bệnh đỡ chưa bà Nam? Cũng uống thuốc hoàng lên thì đỡ con này. Con hai mặt ông Sáu rồi. Cái gì chú Sáu gửi cho bà Nam. Cảm ơn chú Sáu, cảm ơn ba con nha. Dạ. 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 Con thay mặt chú Sáu gửi cho chị. Con thay mặt chú Sáu gửi cho chị. Ủa sao nghe nó cấn cấn gì ta? Không biết luôn. Nói gì luôn. Con thay mặt chú Sáu mà gửi cho chị mới chịu. Cái gì vậy? Bị lộn. Tiếu tùm lum. Dạ. Không, không đổi. Rồi, không sao. Chưa nó phân quỷ rồi. Làm hả em? Dạ. Rồi hả? Con nói nào? Cho ông Sáu gửi nha. Dạ, cảm ơn ông Sáu. Nó ông Sáu có bà nãy già nó đi đâu rồi, thằng nhỏ nãy giờ mới đi. Dạ. Ông Sáu nè. Mẹ nó già đi. Con bê nổi không? Ôi, nổi luôn. Nổi luôn hả? Con của ai đây? Con của ai vậy? Cái đó là con ai vậy? Mắc cỡ. Sáu nghe ai? Mắc cỡ, con Vinh nổi không? Nè, có ai lãnh giùm, có ai bưng tiếp bé hả chị? Cho chị bưng tiếp đi. Vậy chị bưng tiếp bé đi. Bưng tiếp bé đi chị. Rồi, mặt cảm ơn ông Sáu nghe. Dạ. Rồi đi theo con lấy về đi. Con Vinh này không? Con Vinh này không? Không? Cũng không nổi luôn. Cảm ơn Sáu đi con. Cảm ơn đi. Con cảm ơn Sáu nhiều nha. Dạ, bà Xu, đi ra con. Quá mừng rồi, con cảm ơn Sáu. Nè, đứa cầm bọc. Ông Sáu gửi cho gia đình anh ba. Cảm ơn Sáu, cảm ơn cần. Dạ. Hello cô Tin. Hello cô Tin. Rồi hai đứa hai cô Tin đi đâu đây? Cô Tin dắt bầu gạo đi cô Tin. Cho chú Sáu gửi cho gia đình chú nha chú Sáu. Dượng Tư. Trước thay mặt chú Sáu, cảm ơn. Thôi mà chú Sáu cũng được rồi. Đi góp, đi góp rồi, rồi. Cảm ơn chú Sáu gì cho gọn. Ây, rồi, rồi, bị liễu luôn rồi. Rồi, không ôm gạo luôn. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Cảm ơn chú Sáu nha. Dạ. Bị liễu quá hả? Bị liễu rồi. Nè, cái quay nè, cầm cái quay, xỏ cái tay vô đây nè, để nó gớt, xỏ tay vô. Đó. Bưng nổi không? Ôi, khỏe ghê. Con gửi con hai mặt chú Sáu gửi cho cô Tư nha cô Tư. À, cảm ơn chú Sáu nhiều, cảm ơn ba cháu không? Xe đâu? Dương cô Tư. À, vui mừng luôn á. Chuột. Ba mẹ đi làm mày hả chuột? Ba mẹ đi đặt. Đi đồng mày hả? Đi làm mướn rồi hả? À, giờ rồi. Đi làm ruộng hả? Ôm đi. Cho chị phải lên lễ phiếu đi. Rồi. Vậy hả? Ủa cái đó là gì? Đi mừng có bỏ xe luôn rồi. Chỗ cũng kêu là đi xịt luôn mướn nè, đi xịt luôn mướn nó không chịu, nó kêu đi làm ruộng không chịu. Đang có em bé hả chị? Dạ đang có em bé. Vinh nổi không? Được không? Được không? Được không? Em Vinh cho. Qua mới ra quay xe lại chồng hai coi. Rồi, quay xe cho ông hai luôn. Con gửi, có hai mặt chú Sáu gửi cho ông hai nha. Ông hai sắp bắt đi. Cho con Vinh này ra cho. Đây, chị hai đếm cuộc lấy. Ấp thắt của ông hai nè. Khó kiếm chiếc ấp thắt lắm mà nghe. Gửi cho chú nha.
cảm ơn chú Sáu nhận cái cột. Rồi lụm không hai để đi nha ông Hai ơi. Cũng để em yên nè, ăn sao trời ngồi. Để em yên. Rồi được chưa? Con ăn mặc cái sáo rửa cho bố. Rồi cho con. Được cho bố. Được. Các bạn cháu luôn nha, bà con luôn đó. Dạ. Con cố gắng xuống xuống. Đi nơi đi. Đi nè. Đi quậy rồi. Con hai mặt chú Sáu gửi cho ông Năm nha, ông Năm. Ừ, cảm ơn chú Sáu và ba con. Con hai phần xíu cô gần tới. Phần nữa, còn một phần đặc biệt chống nước à. Phần đó là do Út Hiểu tính sai á, rồi cái mới bổ sung thêm một phần đó là 39 phần đó cả nhà. Luôn. Ai chạy lại nữa kìa. Rồi mình tiếp tục thôi. Cho chú Sáu gửi cho anh Tư nha. Nè anh Tư được hai bao gạo này, có ai phong bì không nha. Cái này là phần đặc biệt nha anh Tư. Rồi, tại vì rồi. Em giúp Hiểu tính thiếu á, xong rồi cái tới chừng giao đồ đầy đủ trả tiền cái thấy ủa sao kêu thiếu phần ta. Rồi xong rồi đó. Thêm nữa. Cái bờ này mấy đó nha. Dạ. Ôi hai phần luôn. Cho con đại diện chú Sáu gửi cho cô một phần quà nha cô. Cảm ơn chú Sáu nhờ. Cảm ơn mấy cô hết trơn nha. Dạ. Chạy xe đạp. Chạy xe đạp hì hục. Xe hư nữa. Trời ơi. Trời ơi. Chiếc SH này giống của mẹ con nè cô. Con đại diện chú Sáu gửi cho cô Hai một phần quà nha. Cảm ơn chú Sáu luôn, chứ cảm ơn mấy cháu luôn. Dạ. Rồi, rồi chừng ướt nha, mưa rồi kìa. Ủa, có cây su. Dạ thì clip của Út tới đây là tạm dừng nha cả nhà. Con cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà chú Sáu đã giao cho con. Con đại diện cho tất cả cô chú anh chị gửi lời chúc sức khỏe tới chú Sáu. Con cảm ơn chú Sáu thật nhiều. Chúc chú Sáu và gia đình chú Sáu luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, có thể làm nhịp cầu nối với con. Và Út Hiểu hy vọng là Út Hiểu cũng có thể làm được nhịp cầu nối giữa các mạnh thường quân, gửi đến phần quà cho những hộ gia đình khó khăn. Con xin cảm ơn chú một lần nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Út. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like clip ủng hộ cho Út Hiểu, để Út Hiểu có thể ra được nhiều clip thiện nguyện nè, cũng có thể là làm được nhiều nhịp cầu nối cho các mạnh thường quân nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.